trên xe. Đây là lần đầu tiên em Bu tự cầm đũa ăn. Đũa với thìa ăn bánh canh nhá. Rất là giỏi. Cái này phải đưa cho bà Lan coi. Wow. Bánh canh ngon quá ha. Ơi. Em ăn hết rồi. Hả? Em gần ăn em ăn gần hết rồi. Ghê, em vui giỏi quá. Em vô chào các bạn đi. Lúc quảng ba bạn. Hãy ủng hộ kênh.